Bài thơ Đường Dây, nhà thơ Lê Công Cơ tặng đường dây Trà Tam, chiến khu Thừa Thiên Huế, qua giọng diễn ngâm Mỹ Duyên. Ơi người bám trụ đường dây, đôi chân không mỏi dặn say nắng mưa, suối treo nhịp bước sớm trưa, chạy thư hỏa tốc kịp đưa vào thành, truyền nhanh chỉ thị đấu tranh từ thành ủy Huế trên xanh gửi về, địch chốt địch phục tư bề, đường dây thông suốt không nề gian nguy, lệnh trên gửi đến một khi đường dây trực chiến tức thì đi ngay, nhớ trao những tháng những ngày, đói cơm lạc muối giặc bay giặc càn, đường đi về đến đồng bằng vượt qua đồi núi địch xăng bùa đầy, thương sao chiến sĩ đường dây, bao người ngã xuống nơi đây núi ngàn. Trà Tan đường dây mạch máu nối đàng về xuôi, biết bao gian khổ buồn vui, mơ về lại Huế ngậm ngùi làm